Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp, trong đó yêu cầu giới chức nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại do trận mưa nghiêm trọng trong vòng 80 năm qua tại nước này, khiến cho 8 người thiệt mạng và 6 người bị mất tích. Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9 tháng 8, một ngày sau khi xảy ra trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, ông Yoon Suk-yeol cho biết Bộ Nội vụ nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận thiên tai trên, song do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, chính quyền các cấp nên ứng phó với tinh thần cảnh giác. Theo ông, hiện mưa lớn đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, trong đó Bộ An ninh và Nội vụ của Hàn Quốc là lực lượng chủ đạo. Tuy nhiên, mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục trong những ngày tới. Vì thế, tôi yêu cầu sự nỗ lực của tất cả các ban ngành. Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi tăng cường kiểm soát và ngăn ngừa người dân đến gần các khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt, đồng thời nhanh chóng thông báo các biện pháp phòng ngừa cho người dân. Ông này cũng nhấn mạnh rằng chính phủ cần rà soát hệ thống xử lý thiên tai hiện nay trong bối cảnh các hình thái thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu gây ra đang diễn ra với tần suất nhiều hơn.